Xin kính chào quý vị và các bạn. Cùng với quá trình suy yếu của không khí lạnh, nền nhiệt cả đêm nay và ngày ở Bắc Bộ đã tăng dần lên. Thời tiết ở thủ đô Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ khác chủ đạo là ấm áp vào ban ngày, còn ban đêm cảm giác rét buốt cũng giảm đi đáng kể. Dự báo trong 3 ngày tới, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, vì thế mà nhiệt độ đêm về sáng trên toàn khu vực sẽ tiếp tục tăng thêm từ 1 đến 3 độ nữa. Cụ thể, mức nhiệt ở vùng đồng bằng phổ biến là từ 16 cho đến 19 độ, còn khu vực vùng núi trời còn rét với mức nhiệt là từ 14 cho đến 16 độ. Không chỉ ban đêm mà vào ban ngày, trời tiếp tục nắng ấm với nhiệt độ cũng tăng khoảng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Mức nhiệt cao nhất vào các ngày 12 đến 13 tháng 12 sẽ vào khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Một số nơi ở Tây Bắc còn cao hơn, trời ấm lên rõ rệt. Đáng lưu ý là cũng với quá trình di chuyển lệch về phía đông của không khí lạnh thì gió trên khu vực cũng chuyển sang hướng đông đông nam. Chính đới gió này sẽ đưa ẩm nhiều hơn vào đất liền khiến cho độ ẩm tăng lên. Mây và sương mù xuất hiện nhiều hơn vào đêm và sáng sớm, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và ven biển gây giảm tầm nhìn. Quý vị cần lưu ý khi lưu thông để đảm bảo an toàn. Với các tỉnh Trung Bộ, không khí lạnh yếu, tương tác với gió đông bắc và địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn, vì thế cũng giảm theo. Dự báo trong chiều và tối nay chỉ còn hình thế là nhiễu động gió đông là còn tác động gây mưa cho khu vực miền Trung. Vì thế mà chiều và tối nay, khu vực từ Huế trở vào cho tới Bình Thuận vẫn còn có mưa rải rác. Sang ngày mai, vùng nhiễu động này yếu đi nên toàn Trung Bộ trời sẽ quay trở lại với thời tiết ít mưa, trời còn nắng trở lại. Nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Trung trong 3 ngày tới vì thế cũng có xu hướng tăng dần. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tức là vùng từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi, sẽ phổ biến trong khoảng là từ 24 cho đến 27 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Ở phía Nam, các nhiễu động ở phía Nam được dự báo là không tác động nhiều đến thời tiết các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Do vậy, trong đêm nay và chiều tối mai, trên cả hai khu vực chỉ có mưa rải rác ở vài nơi và ở khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa vừa và dông. Ban ngày hầu hết các nơi trời có nắng với cường độ chưa quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày vì thế cũng chỉ tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức vừa phải. Cụ thể ở Tây Nguyên, mức nhiệt độ trong ngưỡng là từ 26 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, không khí lạnh suy yếu, gió trên các vùng biển vì thế sẽ giảm cấp. Dự báo cả 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió vẫn sẽ duy trì hướng Đông Bắc nhưng với cường độ phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, vùng biển phía nam của khu vực do hoạt động của giải thấp xích đạo nên ở đây vẫn có mưa rào và dông rải rác làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km. Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn mưa. Như vậy là trên cả nước, mưa chỉ còn rải rác tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ trong tối và đêm nay. Từ ngày mai, mưa giảm, thời tiết trên cả ba miền đất nước đều còn nắng ấm và tạnh giáo. Bản tin thời tiết cuối ngày 10 tháng 12 xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.